Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Rồi, ba sẽ lấy cái này con heo này ra cho Ngọc Nhi nha. Và bây giờ là ba sẽ coi coi rồi con heo này ngày hôm nay là nó được bao nhiêu tiền nha con. Trời ơi, heo gì đâu. Lấy ra đây con, lấy ra đổ ra hết, đổ ra hết cho ba coi xanh. Rồi, đổ ra hết chưa, hết chưa. Em. Và bây giờ ba sẽ đếm cho con coi nha. Rồi, sao con bỏ túi riêng nè, hạ lập túi riêng nha con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, con cầm cái này dùm ba cái nào. Và sẽ đếm tiếp. 1, 2, 7, 7, 7, 7, để đến 100 ngàn xuống không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24. Cầm. Cầm giùm ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Như vậy là cái này là 8 triệu. Cái này tổng cộng là như đây là được 14 triệu nha các bạn. Trời ơi, và con heo này sau một năm gắn bó với Hai Ngọc Nhi và với mình để cho nó ăn được á, cái số tiền á là 14 triệu như vậy. Và ngày hôm nay mình sẽ mổ heo này ra, mình đập nó ra, mình sẽ mua cho Ngọc Nhi một món quà thật là ý nghĩa các bạn. Các bạn nghĩ đi, 14 triệu này sẽ mua được cái gì đây? Đó cũng là một dấu chấm hỏi. Và bây giờ mình sẽ lấy 14 triệu này, mình sẽ hỏi Ngọc Nhi coi mua cái gì nha các bạn. Như vậy Ngọc Nhi ơi, con muốn mua cái gì? Ok, cái này thì quá đơn giản và có thể làm được siêu nhi ngay trong ngày mai. Rồi, bây giờ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn xem thấy video hay và bổ ích, hãy đăng ký ngay để ủng hộ cho mình nha. Hãy ấn like và ấn chuông để theo dõi kênh Nguyễn Dũng Vlog nha.